cái dòng Alpha này, máy đẳng cấp của anh em. Máy này màu xám đẹp quá. Xe này máy móc zin nha, đậu nội zin. Cái con lá cờ nó còn. Dòng máy này chắc phải lấy 9 quá. Đây. Lấy 9. Mày lấy 8 luôn. Đây là 8. Con xanh ha nè ha. Em lấy 8 vô xài con xanh. Biển 4 con gốc gác ở đây, máy này đi rất là nhẹ khỏe, tiết kiệm xăng. Cái này im ngon cho anh em có nhu cầu đi lại hàng ngày nữa ha. Giá cực yêu luôn nha anh em, 14.500.000 cho con Alpha mẫu 128 con xanh nha. Máy nổ thi thầm luôn anh em ha. Rồi kiểm tra mấy cái công tắc đèn còi vậy nè, xi nhan cho anh em nữa là chốt clip pha cốt đầy đủ anh em nha, đầy đủ hết ha, quá tuyệt vời luôn. Đẹp quá này, màu xám nhìn đẹp quá. Con này là nguyên zin hết luôn nha anh em, 2008 nè. Còn nguyên zin luôn, chưa có đụng chạm hết luôn nha anh em. Biển 4 số luôn. Đây, anh em nào thấy yêu mến thì liên hệ ủng hộ shop nha.